Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy xa xa đằng kia là bạn đấy đang làm gì không? Giờ mình sẽ ra xem bạn ấy đang làm gì nhá. Xin chào Lam Anh. Xin chào bố. Con đang ăn cái gì đấy? Con đang ăn bánh Bali Boy. Đâu Bali Boy được? Bali Boy như này. Wow, ngon thế. Con chào các bạn chưa? Xin chào các bạn. Xin chào to các bạn nghe tiếng, xin chào thế sao các bạn nghe tiếng được. Mình chào các bạn, mời các bạn ăn bánh Bali Boy cùng mình nhá. À, thế thì mời các bạn rồi, bây giờ cho ba ăn nữa được không? Con cho ba ăn thì ba có cái gì cho con ăn không? Lại còn có điều kiện nữa các bạn ạ. Đấy, mình xin có một miếng Bali Boy như thế này mà bạn ấy lại hỏi là mình có cái gì cho bạn ấy ăn không? Nhưng ăn đã rồi tính. Ngon quá. Bánh Bali Boy. Đây là con gì đấy? Đấy là con. Con này là con. Con mực à? Quả con mực ơi. Còn con này là con sao đúng không? Ui giời, tí rơi mất các bạn ạ. Giòn quá. Ngon không? Ăn này có khát nước không? Khát nước á? Thế con thích uống gì ba đoàn nhỉ? Con thích uống sữa. Sữa ăn cái này uống sữa. Ăn này uống sữa có ngon không các bạn? Chắc là ngon đấy. Đây à, các bạn nhìn này, xa xa mình ở đấy, bánh cái đồ ăn của mình. Sữa dùng đồ ăn của mình để kia nhá. Mình thử lòng của bạn Nam Anh chẳng có biết là có biết cho ba ăn không ấy. Nhưng mà bạn ấy có cho ba ăn rồi, giờ mình sẽ ra lấy hộp sữa để cho bạn ấy uống nhá. Đây là chỗ bán hàng của mình đấy các bạn ơi. À, đây là sữa Cun Tiến sĩ Dơ. Hay là Tiến sĩ Đơ ấy nhỉ? Tiến sĩ Đơ thì phải. Còn đây là sữa Cun Chớp Chớp. Cho bạn ấy uống Chớp Chớp đi. Đây, ăn cái này cay cay mặn mặn, giả uống sữa Cun là hợp lý đấy các bạn ạ. Mình mời các bạn uống sữa với mình. Sữa Cun sô cô la lúa mạch đấy các bạn ạ. Sữa Cun Chớp Chớp ngon lắm các bạn ơi. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Giờ thì sữa Cun uống cũng sắp hết rồi. Mà bánh Bali Boy thì lại chỉ còn độc mấy cái này thôi các bạn ơi. Bây giờ thì hai bé con mình sẽ ăn lốt nhá. Ui, rồi mất rồi. Bánh Bali Boy giờ hết rồi. Thôi để video là sau mình sẽ ăn những thứ khác nhá. Xin chào các bạn.